Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có vui vì được thờ phượng Chúa trong những ngày Giáng sinh không? Vâng, chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh được trang trí. Mùa Giáng sinh là mùa mà Đức Chúa Trời ban tặng món quà quý nhất của Ngài cho chúng ta. Đó chính là Chúa Giê-xu. Vì vậy, tất cả những ai kinh nghiệm tình yêu của Chúa thì chúng ta cũng muốn ban ra. Ban ra những gì mình có vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta đã nhận lấy từ nơi Chúa rất nhiều và chúng ta cũng muốn học đòi theo như Chúa và chúng ta muốn ban ra. Tuy nhiên, một trong những điều rất quý đó là chúng ta nhớ, một trong những điều có giá trị không phải là cho người khác một món tiền hay là một vật gì. Bởi vì chúng ta biết rồi đây, tất cả đều dành cho lửa. Và nếu chúng ta dành tấm lòng thì giờ đem một người đến với Chúa Giê-xu, đem một người đến sự nhận biết cứu Chúa của chúng ta, thì chúng ta ban cho họ sự sống đời đời. Thế giới này rồi sẽ qua đi, cuộc sống này sẽ chấm dứt, nhưng mà những ai ở trong Chúa Giê-xu sẽ còn lại cho đến đời đời. Buổi sáng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một món quà rất quý mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Mục sư tiến sĩ Billy Graham, ông nói rằng một trong những món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì nếu Chúa Giê-xu không đến, Ngài không chết đền tội cho chúng ta, thì tội lỗi của mình không biết phải gửi đi đâu. Bởi vì mỗi một giây phút chúng ta còn thở, trái tim mình còn đập, dù là trẻ hay già, dù là hiểu biết Chúa ra sao, chúng ta biết rằng ngay cả Phao-lô cũng nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ đeo đuổi lấy tôi. Ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Chúc tạ Đức Chúa Trời, có Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Và nếu không có Chúa Giê-xu thì mọi vi phạm, mọi tội lỗi của chúng ta không có chỗ để giải quyết. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời biết điều đó. Vì vậy, Ngài đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để tha thứ mọi tội lỗi, tẩy sạch cuộc đời của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta được tha thứ, được tẩy sạch rồi, thì sao nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục sống. Và Chúa không muốn cứu một người, đem người đó về thiên đàng ngay. Nhưng mà cách của Chúa đó là chúng ta đã được cứu rồi và chúng ta được tiếp tục để lại trong trần gian này. Nếu không có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cũng sẽ lay hoay, không biết phải sống thế nào, không biết phải làm gì, không biết phải sử dụng cuộc đời của chúng ta ra sao. Vì vậy, món quà thứ hai vô cùng quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là Ngài ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Vì vậy, trong mùa Giáng sinh chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giê-xu được gọi là gì? Ngài được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, có thể nào ở cùng với con người tội lỗi được không? Không thể. Bởi vì với con người tội lỗi, nếu chúng ta thấy Đức Chúa Trời thì chúng ta phải chết. Vì vậy, cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và kể từ khi nhận được sự tha thứ của Chúa Giê-xu thì Thánh Linh của Chúa có thể đến cư trú trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết khi Thánh Linh của Chúa đến thì có những điều xảy ra. Và chúng ta sẽ đọc cái phần Kinh Thánh được ghi ở trên bảng, trên máy chiếu ở đây. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao.
Đây là lời hứa dành cho chúng ta, vì chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ sau rốt. Và thật ra chúng ta còn là những người đang sống trong kỳ cuối của kỳ sau rốt nữa kìa. Bởi vì kỳ sau rốt bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, từ khi mà Phi-rơ đứng ra để trích dẫn những lời này đây. Và một trong những đặc ân của thời kỳ sau rốt đó là được thần của Chúa đổ trên mọi loài xác thịt. Quý vị có phải là con người bằng xương bằng thịt không? Phải. Ở đây không có ai trong chúng ta là robot cả. Như vậy chúng ta là con người bằng xương bằng thịt. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Xin hãy thăm viếng con ngày hôm nay. Xin hãy đổ thần của Ngài ở trên con ngày hôm nay. Và chúng ta biết là khi mà Chúa đổ thần của Ngài thì sẽ có những biểu hiện được bày tỏ ra. Lời tiên tri, điềm lạ, chiêm bao, sự bày tỏ của Chúa. Đây là điều mà những người kinh nghiệm Thánh Linh của Ngài sẽ có trong cuộc đời của họ. Đây là những người khao khát sự hiện diện của Thánh Linh Ngài sẽ nhận được. Sẽ nhận được nhiều khi Chúa bày tỏ qua điềm chiêm bao, nhiều khi Chúa bày tỏ qua những điều lạ thường, nhiều khi Chúa dùng một tiên tri, hay là thậm chí những lời tiên tri trong Kinh Thánh trở thành có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta. Và điều đó chỉ đến với những người nào khao khát được thần của Ngài đổ đầy và nhận lãnh thần của Chúa mà thôi. Chúng ta hãy xem đây là một bức tranh mô tả cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 1 từ câu thứ 18 đến câu 21. Có lẽ hơi mất thì giờ nhưng mà tôi muốn đọc cho chúng ta nghe. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ. Đây là một bức danh họa của một họa sĩ mô tả cái câu chuyện này đây. Câu chuyện nói rất rõ ràng. Joseph là một chàng trai. Một chàng trai bước vào tuổi trưởng thành, yêu một cô gái có tên là Mary. Hai người đã qua lại với nhau, đã kết bạn với nhau, đã tìm hiểu, và Joseph quyết định sẽ kết hôn với Mary. Nhưng mà không ngờ có một sự cố xảy ra, đó là biết người yêu của mình có thai. Chà, làm gì bây giờ? Nếu mà la toán lên thì tội nghiệp cho Mary quá. Mary sẽ bị cộng đồng tẩy chay và thậm chí có thể bị ném đá nữa. Bởi vì vợ chồng chưa cưới mà lại sống với nhau có thai, và Joseph không biết phải làm gì. Và chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất rõ, Joseph đang ngẫm nghĩ về điều đó. Sáng hôm nay lời của Chúa nhắc mỗi người trong chúng ta, ý tưởng của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ điều gì, khi chúng ta trăn trở điều gì, khi chúng ta nói những lời gì, Chúa biết không? Đây là lời của Chúa nè. Joseph đang ngẫm nghĩ rằng có lẽ mình nên âm thầm từ hôn với Mary đi. Chỉ mới ngẫm nghĩ thôi, chưa nói ra thành lời. Đối với con người đó thì phải nói ra thành lời, nhưng mà đối với Chúa là đấng thần linh thì Ngài dò xét ý tưởng, xem xét ý định ở trong lòng. Và đối với Joseph chỉ ngẫm nghĩ điều đó thôi thì Đức Chúa Trời biết, và Ngài đã sai thiên sứ đến cùng Joseph và phán rằng. Và ở đây thiên sứ hiện ra với Joseph ở trong giấc chiêm bao. Trong suốt những năm tháng theo Chúa thì tôi khám phá ra là Chúa có nhiều cách để truyền thông với chúng ta. Có người thì qua giấc chiêm bao, có những người cầu nguyện thay cho tôi thì thỉnh thoảng tôi điện thoại hỏi là có cảm thấy điều gì không. Thậm chí có người ở xa thì nhắn tin cho tôi và nói rằng: Mục sư ơi, mục sư bình an không? Tôi điện thoại lại hỏi thì người đó nói rằng: Con có một cái feeling là
mục sư có điều gì đó cần được cầu nguyện. Có người thì khi tôi trò chuyện thì nói rằng con có thấy một cái giấc chiêm bao, con không hiểu nhưng mà con cứ kể ra cho mục sư nghe nhé. Và tôi biết rõ trong giấc chiêm bao đó Chúa muốn nói với mình điều gì. Quý vị không cần phải tìm hiểu để nói rằng ồ sao tôi không thấy chiêm bao. Có người thì Chúa phán qua chiêm bao, có người thì chúng ta mở Kinh Thánh ra, đọc một câu gì đó mà cái lời đó đánh động vào trong tâm trí của chúng ta. Có người thì Chúa dùng một ai đó trong hội thánh nói với chúng ta một câu và chúng ta phải để ý. Có nhiều cách khác nhau, nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang phán với chúng ta. Nếu Joseph không được Chúa phán thì điều gì xảy ra? Vỡ lở hết trơn rồi. Marie, anh thương em lắm, nhưng mà xin lỗi em là anh không thể tiếp tục cái mối quan hệ này với em được. Anh không nghi ngờ em, anh không muốn làm nhục em ở giữa cộng đồng, nhưng mà từ đây ta cắt đứt. Có đúng không các bạn? Có đúng không quý vị? Cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta vẫn y nguyên. Hỡi những người trẻ, nếu chúng ta có một mối quan hệ nào đó, nếu chúng ta dự định một công việc nào đó, hãy thưa với Chúa rằng lạy Thánh Linh của Ngài, Ngài đã bày tỏ với Joseph trong giấc chiêm bao, thì xin hãy tỏ bày cho con mối quan hệ này có đến từ Chúa không? Công việc này có đến từ Chúa không? Đối tác này có đáng tin cậy không? Và Chúa không bao giờ từ chối cho những ai cầu xin nơi Ngài. Chúng ta hãy xem, ở đây là trường hợp của Mary, lại là Chúa bày tỏ qua thiên sứ. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Mary nghe nói thì bối rối tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Bây giờ, xin hỏi các cô gái có mặt ở đây. Tự nhiên, mình biết mình mang thai. Chúng ta đọc thì rất đơn giản đúng không? Đọc một cái câu chuyện không có liên quan gì đến mình thì rất đơn giản. Nhưng mà chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của Mary thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Không thể chấp nhận được, không thể hiểu được, không thể chịu nổi. Tôi có gần gũi đâu, tôi có gian díu với ai đâu, tôi có làm gì sai đâu, tại sao bây giờ bắt đầu có dấu hiệu có thai? Nếu thiên sứ của Chúa không hiện ra với Mary thì chúng ta sẽ hiểu thế nào? Chúa biết Mary đang rất bối rối. Chúa biết Mary không ngủ được, đầy những câu hỏi thắc mắc, và Ngài đã sai thiên sứ Gabriel đến để nói với Mary: con ơi, đừng sợ. Ta muốn dùng con để một đứa trẻ tên là Giê-xu sẽ sanh ra. Nếu quý vị trong bước đường theo Chúa cảm thấy một cái gì đó xáo động trong tâm trí của mình, cảm thấy lòng của mình tự nhiên bồn chồn, cảm thấy có một điều gì đó đến với chúng ta hơi khác lạ, biết đâu Chúa muốn nói với mình một điều gì đó mà chúng ta không hiểu chăng? Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này để chúng ta hãy suy xét cho cẩn thận, bởi vì Chúa vẫn phán với chúng ta ngày hôm nay. Ngài muốn truyền thông với chúng ta, Ngài yêu chúng ta. Có ai yêu nhau mà không muốn nói với nhau không? Không. Người yêu cứ muốn gặp, mới gặp hôm qua rồi, hôm nay lại muốn hẹn hò nữa, mới điện thoại đó lại muốn nói chuyện nữa, trừ khi nào mà tình yêu lạnh nhạt rồi thì mới không trò chuyện thôi. Và chúng ta nhớ là tình yêu của Chúa đối với chúng ta thật là tuyệt vời, và Ngài muốn nói với chúng ta. Hãy thường xuyên thưa với Chúa rằng, xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Một lát nữa chúng ta sẽ trở lại phần Kinh Thánh này. Matthew đoạn 2 câu thứ 12 lại là một câu chuyện khác. Kế đó trong giấc chiêm bao,
mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Cảm ơn Chúa. Chúa cứu bà bác sĩ một bàn thua trông thấy, có đúng không? Herod ngọt ngào vô cùng. Ồ, Đấng Christ là vua, mới vừa sanh ra hả? Hãy đi tìm kiếm thờ lại Ngài đi, rồi trở lại đây cho ta biết, để ta cũng thờ lại Ngài nữa. Vua mà nói cái lời như vậy thì có đáng tin không? Dễ tin quá đúng không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời không muốn đưa ba bác sĩ là những người có lòng, đã có đức tin, nhìn thấy ngôi sao, đã có đức tin vào lời hứa của Chúa, đã lặn lội đi một chặng đường rất dài, hàng ngàn cây số, đã đem cả tấm lòng với cả lễ vật để dâng cho Chúa Giê-xu, và Đức Chúa Trời không muốn để các bác sĩ vào trong tình huống khó xử. Vì vậy, Ngài hiện ra với các bác sĩ trong giấc chiêm bao. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Ồ, các bạn có muốn rơi vào tình huống khó xử không? Chắc chắn rồi, phải không? Trong các mối quan hệ, chỉ có Chúa là đấng dò xét lòng người, còn chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thôi. Và nhiều khi đó, mình tin chết đi được. Nhưng mà, hãy cầu nguyện Chúa ơi, Ngài đã từng bày tỏ với các bác sĩ, thì lạy Chúa, xin đừng từ chối con. Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, Chỉ mới vài tuần qua thôi, tôi dự đám cưới và ngồi kế bên một tín hữu trong hội thánh của chúng ta. Nhiều người biết đó là ông Diện. Ông tin Chúa và ông có một cái nhà máy làm việc rất tốt, thuê ở trong cái khu đất của quân đội. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ thì người ta đòi lấy lại đất. Ông đã đưa vấn đề để cầu nguyện nhiều lần. Hội thánh ở tại đây cũng cầu nguyện, nhiều người cầu nguyện. Nhưng mà rồi người ta vẫn cứ đến lấy lại đất và thậm chí đó xô đổ cái nhà xưởng của ông luôn. Ông phải dọn đi. Cách đây 2 tuần khi ngồi bên cạnh ông ở trong đám cưới, thì hôm nay cảm ơn Chúa. Nếu không thì bây giờ tôi phải duy trì cái nhà máy đó cũng khốn khổ lắm mục sư à. Chúa, Ngài biết trước và Ngài cho phép điều đó xảy ra mà tôi không biết. Lúc đó tôi cũng buồn. Tôi nghĩ rằng sao mình cầu nguyện mà Chúa không thương xót, không nhậm lời, không giải cứu mình. Tôi nghe vô số những lời làm chứng như vậy, không có thời giờ để kể ra hết đâu. Chúa của chúng ta vẫn còn đang phán. Trong trường hợp này, Ngài phán với các bác sĩ qua giấc chiêm bao. Trong trường hợp này, Ngài sai thiên sứ Gabriel đến với Mary và không có nói là Mary đang ngủ, thấy chiêm bao hay là cách nào hết. Nhưng mà Mary biết rõ đây là lời, là sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 2 câu 13-14. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ai Cập rồi cứ ở đó. Vâng, Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập. Chúng ta biết rồi đó. Sau khi các bác sĩ đi, các bác sĩ biết là, Herod biết là mấy ông bác sĩ này đó, ngoài mặt vậy chứ bên trong không có chịu nghe mình đâu. Và Herod bèn tức giận sai giết tất cả các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Và chúng ta biết là Chúa Giê-xu lúc đó là ở trong cái độ tuổi bị giết rồi, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời giải cứu. Trong ban đêm, thiên sứ của Chúa phán bảo Mary và Joseph đem con trẻ qua Ai Cập và không bị giết bởi tay của Herod. Buổi sáng hôm nay chúng ta đọc những lời này. Mỗi chúng ta cần phải kêu la với Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, Ngài không ở xa con. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Ngài là đấng đang sống trong con. Ngài biết điều con không biết.
và xin hướng dẫn con. Vì nếu không, có thể con sẽ có những quyết định sai lầm. Nếu không, con có thể bị giết hại như là trường hợp này đây. Quý vị có thấy có cần không? Có cần sự bày tỏ của Chúa không? Nếu chúng ta khao khát, thì Chúa mới làm. Còn nếu chúng ta nói, thôi ý Chúa được nên, Chúa muốn cứu thì Chúa nói, còn Chúa không muốn cứu, tôi chịu. Chúa chỉ nhậm lời, Chúa chỉ đổ đầy, Thánh Linh của Ngài là chim bồ câu, Thánh Linh của Ngài dùng tiếng nhỏ nhẹ êm dịu, cho nên tấm lòng nào khao khát, tìm kiếm, thì Chúa mới phán mà thôi. Đây, chúng ta hãy xem hai bức tranh này khác nha. Bức tranh này để ý là Mary bồng đứa con còn nhỏ lắm, phải không? Nhưng mà bức tranh này đó thì là đứa con đã lớn rồi, và nó lại là minh họa cho cái câu chuyện ở đó, câu 19. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chim bao tại nước Ai Cập mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. 2000 năm trước, không có điện thoại di động, không có những tờ báo đăng tin là Herod vừa mới chết sáng hôm nay. Không có rồi, phải không? Ngày hôm nay thì chuyện gì xảy ra ở đâu là vài giây thôi là mình biết hết rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ 2000 năm trước, không biết đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa biết. Chúa biết những kẻ tìm giết con trẻ chết rồi con ạ. Bây giờ con được an toàn rồi. Hãy đem con trẻ và mẹ ngài trở về đi. Thú vị quá, chúng ta đọc thêm một chi tiết nữa đi. Đọc ở bên dưới đó. Song khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Chúa cũng tôn trọng cái sợ của Joseph. Cho nên Chúa không nói là ta bảo người là về Bethlehem nha, người mà đi sai là ta phạt á. Chúa có nói vậy không? Không. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chim bao, nên người vào xứ Galilee ở trong một thành kia tên là Nazareth. Chúa biết con người của chúng ta sợ là chuyện bình thường mà, phải không? Cho nên Chúa không cấm. Chúa tôn trọng cảm xúc của chúng ta, bởi vì Chúa tạo nên chúng ta có cảm xúc, có lý trí, có ý chí, và quyết tuyệt vời quá đi. Ngài biết Joseph sợ. Nói là nói vậy, nhưng mà bây giờ đó, Archelau là con trai của Herod chứ ai? Ông cha mà còn như vậy thì biết đâu mình có tin được đứa con đâu. Joseph sợ. Chúa không có phải là Đức Chúa Trời khắt khe đến nỗi ép buộc người ta phải đi theo ý của Ngài, mà Chúa hướng dẫn và tôn trọng cái quyết định, cái cảm xúc của chính Joseph ở đây. Cảm ơn Chúa. Ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Các bạn mở Kinh Thánh ra thì cái chỗ này đó, chú thích là đây là lời tiên tri ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 1 theo bản tiếng Hebrew. Mở Kinh Thánh ra để xem đi. Ê-sai sống trước Chúa Giáng sinh bao lâu? 700 năm trước Chúa Giáng sinh. Điều đó tuyệt vời quá đi. 700 năm trước khi Joseph ra đời, 700 năm trước cái sự kiện này, Đức Chúa Trời Ngài biết trước rằng Joseph sẽ sợ. Ồ, không có Chúa nào giống như Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng. Quý vị có vui mừng khi nhận thấy điều này không? Ồ, Chúa ơi, bây giờ con đang sợ. Chúa ơi, bây giờ con đang lo vì công việc của con không còn như trước nữa, thu nhập của con không còn như trước nữa, mối quan hệ của con đang bị gãy đổ, và con không biết những năm tháng tới sẽ như thế nào. Con sợ. Chúa có hiểu thấu cái nỗi sợ hãi của con không? Chúa có hiểu thấu cái nỗi buồn oan ức của con không? Chúa nói,
Hãy xem, điều này được ghi chép trong Kinh Thánh đó. 700 năm trước Chúa Giáng sinh, sau đó Chúa Giáng sinh và Đức Chúa Trời còn biết rằng Joseph sợ. Tại vì chúng ta biết là con trẻ được sinh ra tại Bethlehem xứ Giu-đê. Nhưng mà vì sợ cho nên đem con trẻ về Nazareth xứ Galilê. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta thường nói rằng nhân danh Chúa Giê-xu tại Nazareth. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, ông bà anh chị em ơi. Hãy ngẫm nghĩ đến điều này mà xem. Chúa biết, Chúa tôn trọng, Ngài hiểu thấu mỗi một người ở trong chúng ta. Và chúng ta biết rõ ràng là nếu mà Chúa không sai thiên sứ của Ngài bảo, thì nhiều khi ở đó tới 6 tháng bên Ai Cập, rồi tin tức mới lan ra là ô Herod đã chết rồi, trễ tràng hết rồi. Nhiều khi rất là bất tiện. Cảm ơn Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng hướng dẫn con người từng chi tiết, từng chi tiết, từng chi tiết. Những điều Ngài biết, con không biết, và con muốn được sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta trở lại với cái câu chuyện này. Điều thứ hai mà chúng ta học đó là thiên sứ nói với Mary: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bây giờ chúng ta đọc cái phần này á, chúng ta nói amen, amen, amen. Nhưng mà hãy đặt mình vào trong cái tình huống của Mary lúc bấy giờ đi. Mary, tôi không nghĩ là Mary sẽ amen ngay lập tức đâu. Chúa ơi, được ơn cái nỗi gì Chúa? Cái thai trong bụng con nó lan lớn dần mỗi ngày nè. Người ta sẽ coi con ra gì? Con sẽ bị tẩy chay khỏi cộng đồng. Chúa ơi, những ngày tới con sẽ sống ra sao? Chồng hứa của con rồi sẽ bỏ con thôi. Chúa nói con được ơn. Được ơn cái nỗi gì Chúa ơi? Có đúng như vậy không quý vị? Nhưng mà thiên sứ, Ngài không sai lầm khi Ngài sai thiên sứ của Chúa nói: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi. Bây giờ sau khi câu chuyện mình nhìn thấy cả một bức tranh hết rồi đó, chúng ta nhìn lại chúng ta mới đồng ý là ồ, Mary được ơn thật. Bởi vì một người mang lấy chính Chúa Giê-xu để Ngài đến trong thế giới này. Nhưng mà hãy nhớ vào thời điểm đó, Mary có thấy mình được ơn không? Phải bằng đức tin dữ lắm mới im lặng, mới không cãi đó. Có bao giờ chúng ta đọc lời của Chúa, Chúa hứa, Chúa nói con ơi ta yêu con, Chúa nói con ơi ta ở cùng con, chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu, có không? Có. Lúc đó mình nói Chúa ơi, Chúa yêu con mà vậy đó hả Chúa? Con tin Chúa, cả gia đình tẩy chay con nè, ba con đuổi con ra khỏi nhà nè, Chúa ơi được ơn sao được Chúa? Con không thấy được ơn cái gì hết á. Đây là một khuôn mẫu, là một nguyên tắc. Những sự thử thách thoạt đầu xem như là cớ buồn bã, nhưng về sau sẽ sanh ra bông trái vui mừng bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập. Trong thời điểm đó, Mary, tôi không nghĩ là bà thấy bà được ơn đâu. Cho nên Kinh Thánh mới nói là Mary tự nghĩ lời chào đó có nghĩa gì. Nhưng mà sau đó chúng ta có thấy cái bài ca ngợi của Mary ở trong những đoạn sau không? Tôi ca ngợi Chúa vì Ngài đã chọn tôi. Bây giờ ở trên thiên đàng, nếu chúng ta gặp lại Mary thì Mary từ ngày đó cho đến bây giờ ca ngợi Chúa không ngớt. Nhưng mà vào thời điểm đó không ca ngợi Chúa nổi đâu. Điều thứ hai mà tôi muốn chúng ta học và suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là khi chúng ta theo Chúa, lời của Chúa đến với chúng ta không phải là ngay lập tức mình hiểu được đâu. Những lời hứa của Chúa dành cho chúng ta không phải chúng ta có thể nhận lấy ngay đâu. Nhưng hãy chờ. Hãy chờ. Hãy tin. Hãy tin và chờ đợi. Rồi con sẽ thấy. Ngày nay con xem như một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ con sẽ biết.
Có những người tin Chúa bị người ta tẩy chay, bị mất việc, bị khai trừ khỏi đảng, bị giáng chức, bị gia đình từ bỏ. Hãy chờ. Chúa nói rằng, con ơi, ta đã chọn con. Từ trước buổi sáng thế ta đã chọn con vì ta yêu con, vì ta quý trọng con. Phản ứng của chúng ta nói rằng, Chúa ơi, con không tin. Nhưng mà rồi, nếu chúng ta kiên nhẫn đủ, chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu rõ. Buổi sáng hôm nay, nhân mùa Giáng sinh, điều tôi muốn trải lòng ra để thưa với các đầy tớ của Chúa. Hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của mình. Các bạn trẻ, hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đừng có thấy một anh chàng nào đó đẹp trai phải lòng rồi về, Chúa ơi, đây có phải là người chồng tương lai của con không? Đến lúc mà lậm quá rồi đó, cầu nguyện cũng vô ích. Bởi vì Chúa biết là con á, cầu vậy chứ, ta biết con thích quá rồi. Ta mà trả lời không thì con cũng tới, mà ta trả lời được con cũng tới thôi, chứ con không có sẵn sàng đâu. Đây là điều nghiêm túc đó. Đùa nhưng mà thật đó. Nhiều khi tôi cũng thấy như vậy đó. Mình thích mua một cái căn nhà đó quá rồi, và tự nhiên mình cầu nguyện là mọi sự sai trật hết. Có những người đã đến nói với tôi là, sao mục sư ơi, mục sư cũng đã, hồi đó chưa phải là mục sư, anh chị cầu nguyện cho em nha, em đi vượt biên chuyến này đó. Sau đó ở tù 6 tháng về nói, sao lạ vậy mục sư, sao lạ vậy anh, em cầu nguyện dữ lắm mà sao chuyến đó đi rồi cũng bị bể, rồi bị bắt, em ở tù mới ra đây. Cầu nguyện mà mình quá thích, không để sự dẫn dắt của Chúa thì vô ích. Và chúng ta học bài học sáng hôm nay, Chúa có còn dẫn dắt không? Vô số cách. Ngài có thể sai thiên sứ đến nói với chúng ta. Ngài có thể cho chúng ta trong một chiếc chiêm bao nhìn thấy một điều gì đó. Ngài có thể dùng một đầy tớ của Chúa nói với chúng ta một câu gì đó. Ngài có thể dùng một người nào đó trong hội thánh nói với chúng ta một điều nào. Hai tuần qua tôi kinh nghiệm một kinh nghiệm vô cùng lạ lùng. Khi tôi dạy về Daniel, Daniel biết sự kín dấu trong lòng của Nebuchadnezzar. Giấc mơ Nebuchadnezzar, ông còn không nhớ là ông mơ thấy gì. Nhưng mà Daniel là người có thần minh của Chúa, cho nên ông cầu nguyện, ông kể ra vanh vách, kể đến đâu Nebuchadnezzar gật đầu, phải, ông giải mộng luôn. Tuần trước chúng ta học lời của Chúa. Chúa là đấng có đôi mắt như ngọn lửa, có nghĩa là không gì giấu được Ngài đâu. Và trong Khải Huyền, đoạn 2 cũng nói, ta là đấng dò xét lòng dạ loài người. Tôi nói với nhà tôi rằng trong cuộc đời hậu việc Chúa, Chúa cho mình một trải nghiệm mới rồi. Và tôi thường cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự bày tỏ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn phán với con. Cảm ơn Chúa vì những điều con không biết, nhưng mà Ngài biết rất rõ. Ông bạn chị em là những doanh nhân, đừng có vội á ầm vào, nói là cái mối này là ngon lắm á, kiếm lời nhiều lắm á, đầu tư vào đây đi. Coi chừng, hãy biệt riêng thì giờ để cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài biết điều con không biết, xin chỉ cho con. Các bạn sinh viên chuẩn bị chọn lựa một ngành học nào đó, hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, bởi vì Ngài biết điều các bạn không biết. Có nhiều khi chúng ta đã học 4 năm tốt nghiệp đại học rồi ra, cái đó chẳng còn có giá trị nữa. Chúa vẫn còn đang phán. Và sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta là món quà vô cùng quý giá mà Ngài muốn ban cho chúng ta nhân mùa Giáng sinh này. Xin hãy đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Thánh Linh của Chúa đang ở đây. Lời của Ngài đã được rao ra để muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, con ơi, ta yêu con và ta muốn hướng dẫn cuộc đời của con. Ta yêu con và ta muốn tỏ bày mọi điều để con được biết, được hiểu.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta hữu hạn, ngu muội, tối tăm, hạn hẹp, nhưng được kết nối với Chúa là đấng đời đời, đấng biết rõ từng cảm xúc của chúng ta, đấng từ trước khi chúng ta được tạo nên trong lòng mẹ và sinh ra đã biết rõ mỗi một người trong chúng ta. Ồ, không có gì tuyệt vời hơn điều đó. Mùa Giáng sinh này, đừng để bận rộn với những công việc, với những nghi lễ, với những gì của cuối năm. Nhưng hãy hạ lòng mình xuống và thưa rằng: Thánh Linh ơi, Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Lâu nay con đã không tôn quý Ngài như đáng phải có. Lâu nay con đã không nhận biết Ngài, không tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài như đáng phải có. Và kể từ bây giờ, xin thay đổi con, xin hướng dẫn giúp đỡ con, xin phán với con từng hồi từng lúc. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.